bạn gập thân người hướng xuống thẳng, thả lỏng đỉnh đầu, đưa hai tay hướng lên bầu trời cho rằng. Namaste. Chào bạn, mình là Tuệ Giang và ngày hôm nay là người đồng hành cùng với bạn trong một bài tập buổi sáng yoga giúp bạn tràn đầy năng lượng, thư giãn và kéo giãn toàn thân. Nào, bây giờ trở về thảm và luyện tập cùng với Tuệ Giang bạn nhé. Trước tiên, chúng ta sẽ ngồi như thế này. Tại sao chúng ta cứ phải tập vào buổi sáng? Buổi sáng thì khi bạn dậy bạn sẽ thấy rất là cứng, nhưng mà hôm nay bài tập này sẽ làm bạn cảm thấy giãn mềm ra. Như này, hai bàn chân bạn áp sát vào nhau như này. Rồi, từ đây bạn đẩy lưng thẳng lên như thế này. Đó. Có thể đưa tay trái phía trước, tay phải phía sau như này để mình kiểm tra xem là cái thắt lưng của mình nó có bị cong như này không, nó có bị thả lỏng không, thì bạn chỉ cần vươn dài như này thôi. Đó, từ đây hai tay của bạn đưa sang ngang, hít vào bạn vươn hai cánh tay cao quá đầu và thở ra bạn hạ bàn tay trở về này, gập thân người, gập từ khớp háng, vươn dài về phía trước, có thể đặt hai cùi chỏ tay ở đây, còn tốt hơn bạn có thể tiến xa hơn, hạ mềm xuống đây, còn tốt hơn nữa thì bạn sẽ đưa tay xuống đây và bạn luồn xuống như thế này. Đó, bạn từ từ bạn hạ chìm người xuống như thế này. Như này là giãn nhiều hơn và ở cấp độ này là bạn sẽ cần phải thả lỏng nhiều hơn. Từ đây, nếu mà bạn cảm thấy cái lưng của mình nó vẫn bị gù thì bây giờ bạn sẽ duỗi cái ngực ra thế này. Sau đó, bạn thả mềm cơ thể xuống sau mỗi nhịp thở. Chậm rãi hít vào thật sâu. Và từ từ thả lỏng hông, khớp háng, thở ra thật chậm, thật chậm, cảm nhận các cơ được rơi dần xuống, thả mềm hơn nữa, thả lỏng cơ thể, thả lỏng các đốt sống, thả mềm lưng trên, lưng giữa và lưng dưới, cảm nhận các cơ vẫn đang được thả mềm và rơi xuống vùng hông và khớp háng, cùng hai bên đùi cũng đang được kéo căng căng giãn giãn trong sự thả lỏng. Tiếp tục hít vào thật sâu. Bạn có thể vươn dài lưng về phía trước, đẩy nhẹ hông ra phía sau bằng ý thức của mình. Và từ từ thở ra thật chậm. Thật chậm bạn thả lỏng, thở hết ra. Lần 3, hít vào thật sâu. Tốt, từ từ thở ra thật chậm. Thật chậm, bạn thở hết ra. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Thật sâu nào. Mềm mại thở ra thật chậm. Thật chậm, bạn thả lỏng và từ từ thở hết ra đi nào. Đúng rồi, tốt lắm. Thả lỏng hơn nữa. Rồi từ đây, nhẹ nhàng hít vào. Bạn từ từ đẩy thân người về phía trước, rồi nâng thân người lên rất là giãn. Sau đó, nhẹ nhàng úp hai bàn tay xuống thảm, nâng hai chân lên, rồi thu tay của bạn về, nâng thân người trở về. Lúc này, chúng ta sẽ thu hai chân gần về thân người trong tư thế ngồi xếp bằng như thế này. Rồi, thẳng lưng mềm vai của bạn ra. Rồi từ đây đưa hai tay của bạn hướng về ngực. Hít vào một hơi thật sâu, bạn mở lồng ngực. Rồi đẩy thân người về phía trước, mềm hai vai và cánh tay đưa ra phía sau. Nâng ngực vươn cằm, tốt lắm. Từ từ thở ra thật chậm, bạn quấn xương cột hướng về rốn, đánh căng lưng ra phía sau, khép cằm thu về cổ. Rồi hai tay hướng về ngực, có thể nâng hai gối lên, rút rốn vào trong. Đúng rồi. Lần hai, hít vào một hơi thật sâu, mở bung lồng ngực của bạn ra, xòe căng cánh tay và các ngón tay, đẩy ngực vươn cằm, tốt lắm. Từ từ thở ra thật chậm, bạn quặn tròn các đốt sống, đẩy cằm cố lưng ra sau, khép cằm thu về cổ, rút rốn vào trong, khép sâu hai tay về nặng, tốt lắm. Lần ba, hít
vào thật sâu, mở xòe rộng cánh tay, mở bung lồng ngực nào. Đúng rồi, vươn dài cơ thể về phía trước, mềm mại thở ra, khép hai tay thu về ngực, quật tròn các đốt sống, đẩy căng gù lưng ra sau, khép cằm thu về cổ, nâng hai đùi gối của bạn lại du xuống vào trong. Rất tốt. Một lần cuối, hít vào thật sâu, đẩy thân người về phía trước, mở căng hai tay sang hai bên, mở bung lồng ngực rồi vươn người về phía trước. Rất tốt. Đúng rồi, giãn toàn bộ các đốt sống, khí và oxy tràn ngập trong lá phổi của bạn. Từ từ quận lưng đẩy ra phía sau, quận xương cổ hướng về rốn, khép hai tay thu về ngực, nâng đùi và gối lệ rút rốn vào trong, khép cằm thu về cổ, đẩy hết khí cặn và oxy dư ra bên ngoài. Ok, và từ đây hít vào, bạn từ từ đưa lưng và thân người trở về thẳng. Thở ra, chúng ta có thể tách hai chân đặt xuống thẳng như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ giãn hơn nữa toàn bộ phần đùi của mình. Bây giờ bạn đưa chân phải của mình đặt cổ chân qua đầu gối trái như này ra. Rồi, từ đây hít vào một hơi, bạn đưa chân trái khép sát về, khép sát về, khép sát về. Bao giờ khác khép sát bạn sẽ cảm nhận cái phần cơ căng mặt đùi chân phải nó giãn, nhưng mà lưng bạn đừng cong như này ha. Bạn để thẳng lưng như này cho bạn. Như này. Sau đó này, thở ra bạn có thể luồn tay xuống như này. Sau đó đan tay vào nhau ôm cái chân này, bắt đầu chúng ta đẩy ngược này, đẩy ngược về phía trước như này, chìm cái vai của bạn xuống, thả mềm vai, không đẩy cong lưng như này nha, đẩy thẳng lưng lên như này ra. Từ đây hít vào một hơi thật sâu, đẩy ngược khuôn cằm, từ từ thở ra, thả mềm các cơ, tốt lắm. Lần hai hít vào và từ từ thở ra, tốt. Lần ba hít sâu, đẩy ngực, tốt lắm. Đúng rồi. Và từ từ thở nào, thả mềm xuống. Một lần cuối hít thật sâu, tốt. Ok, và từ từ thở ra nào, thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng, nới lỏng ra. Còn nếu tốt hơn thì bạn có thể duỗi cái chân này ra. Và bây giờ chúng ta sẽ đổi chân ha. Hạ chân phải của bạn xuống nào. Bây giờ hãy co chân trái, đưa cổ chân trái qua đầu gối phải. Rồi chúng ta sẽ đẩy cái gối ra sau như này, đưa sang một bên. Rồi từ đây, hai tay của bạn luồn xuống phía dưới đùi bên phải, đan tay vào nhau như thế này. Hít vào một hơi, bạn có thể để phía ngoài như này, có thể trong như này, thì bạn nâng chân lên như này. Thì chúng ta sẽ kiểm tra hai biên độ, xem biên độ nào mà căng hơn, giãn hơn thì chúng ta sẽ thích nghi với cơ thể của mình ha. Rồi, lần này thì Lan sẽ đưa hai tay ở phía dưới đùi sau chân phải. Hít vào, bạn đẩy ngực, nâng lưng thẳng lên này. Thở ra, bạn nâng cái chân phải lên như này, đưa cái chân trái nó sát về ngực, rồi đẩy ngực nâng cằm. Rồi từ từ thở ra, bạn hạ mềm chân phải xuống, hạ mềm vai và tay xuống. Lần hai hít vào, bạn từ từ đẩy ngực rồi nâng chân phải lên, nâng cái bàn chân này. Rồi từ từ thở ra, hạ mềm xuống, thả lỏng. Chúng ta sẽ thấy căng giãn ở phần cơ đùi sau và cơ căng mặc đùi của chân trái này. Rồi hai lần nữa, hít vào thật sâu, đẩy thẳng lưng, nâng chân phải lên, rất tốt. Từ từ thở ra, hạ mềm xuống thảm như thế này. Một lần cuối, hít vào thật sâu, đẩy ngực rồi nâng chân phải lên, kéo giãn, đúng rồi. Từ từ thở ra nào, bạn hạ chân phải xuống, rồi thả mềm hai tay, sau đó tách hai tay và hạ chân trái trở về thẳng. Chúng ta sẽ trở về trong tư thế cái bàn ngửa. Hai chân của bạn mở rộng song song bằng hông như thế này. Rồi, hai tay của bạn đưa ra phía sau mông như thế này. Từ đây, hít vào một hơi thật sâu. Bạn đẩy ngực của bạn nâng lên, rồi nhấn lực với bàn tay này. Sau đó nâng hông lên, nâng thân người lên như thế này. Đẩy ngực lên ha. Từ từ thở ra, bạn hạ mông trở về thẳng. Đó, thì chúng ta sẽ hạ ngực này, hạ lưng này và hạ mông. Lần hai hít thật sâu, bạn từ từ đẩy hông nâng lên. Tốt. Từ từ thở ra, hạ ngực, hạ lưng và hạ mông trở về thẳng. Lần ba hít thật sâu, bạn nâng lên, đẩy hông lên ạ.
mềm mại, thở ra, hạ từ từ thôi nha, lưng này, rồi đúng rồi, rồi tiếp tục toàn bộ phần lưng dưới hạ chìm xuống và hạ mông. Thêm một lần nữa, hít vào bạn đẩy hông lên nào, tốt, đẩy ngực lên, rồi hít thở đều, bạn giữ ở đây, khép cằm nha, không thả lỏng cổ như thế nha. 5, 4, 3, 2, 1, từ từ thở ra, bạn hạ ngực này, hạ lưng này, từ từ hạ mông trở về thảm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm nó căng giãn hơn, để bạn sẽ lại đưa chân phải ra đầu trái như thế này, đưa hai tay ra phía sau như thế này, hít vào nào, bạn nhấn lòng bàn tay xuống thảm, đẩy ngực lên, thở ra bạn đổ chân sang bên trái, sau đó này hạ chìm cái hông này, rồi xoay cằm hướng vai phải. Đó, bạn sẽ thấy giãn toàn bộ phần lưng dưới. Rồi, từ đây hít vào thật sâu, xoay cằm sang bên trái, từ từ thở ra, bạn xoay cằm qua bên phải. Rồi, thật chậm, đẩy hông ra sau, hít vào, bạn nâng hai chân trở lại, và thở ra, bạn hạ chân phải xuống, đưa chân trái đặt qua đầu gối phải, tiếp tục nhấn lực về hai bàn tay, hít vào, bạn đẩy ngực nâng lên như thế này, và từ từ thở ra, bạn đổ hai chân sang bên phải, hạ xuống thẳng, sau đó đẩy ngực lên, đẩy đầu gối trái, đúng một, xoay cằm hướng vai trái, hít vào thật sâu, xoay cằm qua bên phải, tốt, đẩy đầu vai phải ra sau, từ từ thở ra, xoay cằm sang bên trái. Rồi từ đây hít vào trở về giữa, và thở ra bạn thu hai chân trở về. Rồi chúng ta sẽ lắng nghe cổ tay một chút. Rồi từ đây bạn sẽ đưa hai tay của mình ra phía trước như thế này, rồi bật nhảy hai chân ra phía sau như thế này, hít vào một hơi thật sâu, bạn nhấn lực về bàn tay, thở ra bạn đẩy mông hướng lên bầu trời. Rồi nhẹ nhàng hít vào, bạn lướt chân trái nâng lên, thở ra bạn bước chân trái về cạnh trong bàn tay trái, rồi trượt chân phải ra sau, hạ đầu gối phải xuống thẳng, vẫn chống ức bàn chân, bạn chống 10 đầu ngón tay, hạ chìm khớp háng phải, nâng thân người lên. Rồi từ đây cố định vùng khớp hông, vững chắc bàn chân bên trái, hít vào, bạn vươn hai cánh tay, nâng thân người lên, hơi nâng hông lên xíu. Từ từ thở ra, bạn mở ngực, mở vai, hai tay sang ngang, thả mềm khớp háng xuống, cảm nhận sự kéo giãn. Thật chậm, hít vào, từ từ nâng lên. Thở ra chìm sâu khớp háng và mở ngực, mở vai, mở hai tay sang ngang. Và từ đây, hít thật sâu, bạn hạ bàn tay trở về thẳng. Thở ra, bạn chống ức bàn chân phải, nâng gối phải lên, rồi trụ vững trên chân phải và bàn chân trái. Hít vào, bạn duỗi ngực về phía trước, đẩy hông ra phía sau, chống 10 đầu ngón tay lên, rồi chậm rãi nâng thân người, vươn hai tay chắp trước ngực như thế này. Đạp gót chân phải ra sau, thở ra tách hai tay, bạn đưa ra phía sau lưng, đan tay vào nhau. Hít vào, bạn cuộn một vòng vai, đẩy ra xa phía cột sống hoặc đẩy tay ra xa. Thở ra, bạn ngập thân người hướng xuống thảm. Rồi tha lỏng đỉnh đầu, đẩy hai tay hướng lên trần nhà. Chậm rãi, hít vào, bạn vững chắc chân trái, từ từ nâng thân người, mở bung hai tay, chắp trước ngực. Thở ra, bạn hạ chìm khớp háng bên phải, hạ đầu gối phải xuống thảm, hạ bàn tay xuống thảm, từ từ duỗi gối chân trái và chân phải ra, đẩy mông hướng lên bầu trời, mềm hai vai và cùi chỏ xuống, cảm nhận toàn bộ mặt sau phía thân người được kéo giãn. Nhẹ nhàng hít vào, bạn lướt chân trái nâng lên, thở ra hạ chân trái trở về thảm. Từ đây nhấn lực về hai bàn tay, đẩy lên vai, từ vai bạn đẩy lên hông, kiếng hai gót chân, hít vào, bạn lướt chân phải nâng lên, hạ chân phải về cạnh trong bàn tay phải, thở dài, bạn bước chân phải, hạ chìm khớp háng trái,
hạ đầu gối trái, duỗi toàn bộ vùng hông và khớp háng, đầy ngực nâng cằm. Vững vàng trên bàn chân phải, cố định phần khớp hông, thật chậm. Hít vào từ từ, bạn vươn hai cánh tay, nâng thân người, vươn lên. Thở ra, bạn vươn hai cánh tay sang ngang, mở ngực, hạ chìm sâu khớp háng. Rất tốt. Lần hai, hít vào, bạn vươn hai tay, nâng hông lên. Và thở ra, hạ chìm khớp háng xuống, mở ngực, hai tay sang ngang. Rất tốt. Ôi, hít vào, bạn hạ bàn tay trở về thẳng. Thở ra, bạn nhấn bức bàn chân bên trái, nâng gối trái lên. Rồi có thể chỉnh lại, đẩy hông ra sau, duỗi ngực về phía trước, chống 10 đầu ngón tay lên cho vai. Vững chắc trên chân phải, cố định vùng khớp hông. Thật chậm, hít vào, bạn nâng thân người, vươn hai tay chắc trước ngực. Từ từ thở ra, tách hai tay đưa ra phía sau lưng, đan tay vào nhau, cuộn một vòng vai, hít vào thật sâu, đẩy hai tay ra xa phía cột sống. Chậm rãi thở ra, bạn gập thân người hướng xuống thẳng, thả lỏng đỉnh đầu, đưa hai tay hướng lên bầu trời cho ra. Vững chắc trên chân phải, thật chậm, hít vào, bạn từ từ nâng thân người, vươn hai tay nâng lên chắc trước ngực. Thở ra, bạn hạ chìm khớp háng và hạ đầu gối trái hướng xuống thảm. Thở hết ra, bạn hạ bàn tay xuống thảm, rồi nhấn bức bàn chân trái, duỗi gối hai chân, đẩy mông hướng lên bầu trời cho ra. Nhẹ nhàng thở hết ra, bạn chìm hai vai và cùi chỏ xuống, gập sâu thân người, cảm nhận mặt sâu thân người được kéo giãn. Tốt, có thể mở biên độ. Rồi từ đây hít vào, bạn bước chân phải trở về sau cùng chân trái. Thở ra, nhấn lực về bàn tay, đẩy lên vai, đẩy lên hông, cảm nhận sự kéo giãn. Và thật chậm, hít vào, bạn hạ hai gối trở về thẳng. Thở ra, duỗi hai mũi chân, rồi hạ mông trở về gót chân, mở rộng hai gối, trượt dài cơ thể, hạ thán mũi trở về thẳng. Nhẹ nhàng thả lỏng hai vai, thả lỏng hai cánh tay và toàn bộ các đốt sống vùng lưng, vùng hông. Cảm nhận sự theo kéo giãn, thả lỏng. Cảm nhận thật sâu nguồn năng lượng đang được tràn ngập trong khắp cơ thể bạn. Cảm nhận sâu hơn nữa khi các cơ đang được thả lỏng, phục hồi và cung cấp oxy đang tràn ngập trong khắp cơ thể bạn, lan tỏa vào trong từng tế bào và đặc biệt vào các đốt sống. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận khí và oxy tươi trải dài khắp đất đốt sống. Từ từ thở ra thật chậm, thả mềm vai, hông, lưng, xả hết khí cặn ra bên ngoài. Lần hai, hít vào thật sâu, từ từ thở ra thật chậm, thật chậm, thả lỏng và thở hết ra. Lần ba, hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thả chìm hơn nữa, thả lỏng và thở hết ra đi nào. Tốt lắm. Rồi từ đây, nhẹ nhàng thu hai tay của bạn về gần gối, chống bàn tay, bạn nâng thân người ngồi dậy. Rồi, hai tay của bạn sẽ đưa ra phía sau như thế này. Hạ bàn tay phải của bạn xuống thảm, các ngón tay đưa ra phía sau. Từ đây bạn nhấn lực về bàn tay phải, đặt tay trái trên đùi trái. Hít vào, bạn đẩy ngực lên, rồi xoay vai trái, đẩy hông, nâng thân người lên như thế này. Rất là giãn. Từ từ thở ra, xoay vai trái, hạ về. Rồi sau đó hạ tay trái xuống thẳng. Chúng ta đổi sang tay phải, nhấn lực về bàn tay trái nào. Hít vào, bạn đẩy ngực lên, xoay vai phải, thở ra, xoay hông, đẩy hông, nâng lên. Đúng rồi, từ đây hít sâu, từ từ hạ mông,
trở về gót chân. Và thở ra chúng ta hạ bàn tay phải xuống, nhấn lực về tay phải, đẩy ngược lên, xoay vai trái, đẩy hông, nâng lên. Rất là giãn. Một lần cuối, hít vào, trở lại. Và thở ra nào, đẩy hông, nâng lên, đổi bên. Rất tốt, đúng không? Giãn giãn toàn bộ vùng cơ được không? Từ đây, hít vào, trở lại. Và thở ra. Chúng ta sẽ đưa mông ngồi trên gót chân. Sau đó, tách hai chân sang một bên. Bạn sẽ đưa chân như thế này, không ngồi trên gót chân nữa. Đưa chân phải qua bên trái, đưa chân trái ở phía trên chân phải, trong tư thế đầu bò. Rồi, nhẹ nhàng hít vào. Tay trái ở dưới thì chân trái sẽ ở trên. Hít vào, bạn sẽ đưa tay phải nâng lên như thế này. Rồi, từ từ đưa tay phải và ra phía sau lưng, đầu gáy. Thở ra đoạn này, bằng tay trái ra phía sau lưng như thế này. Rồi xoay vai trái, chúng ta nắm lấy cái bàn tay phải. Nếu không tới thì bạn có thể lấy một cái chai nước hoặc là lấy cái khăn, bạn làm cái cầu nối. Thở hết ra này, bạn đẩy ngực nâng lên này, đẩy cằm này, thẳng cổ này, thẳng mềm vai này. Nhớ là nếu mà không tới chúng ta sẽ tách ra bằng cái khăn hoặc cái chai nước, được không ạ? Thở hết ra, bạn gập thân người hướng xuống giảm như này, rất là giãn cái lưng, rất là giãn cơ thể, toàn bộ vùng vai, nách, cánh tay, lưng trên, lưng giữa, lưng dưới, vùng hông, khớp háng, hai bên đùi, đó, rất là giãn. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít vào, bạn nâng thân người trở lại. Tách hai tay, và thở ra chúng ta thả lỏng. Và đổi chân nào. Rồi, bây giờ chân phải sẽ ở trên, chân trái sẽ ở dưới như thế này. Bước chân phải sang ngang. Rồi, chân phải ở trên thì tay phải sẽ ở dưới. Hít vào thì bạn đưa tay trái nâng lên như thế này. Rồi đưa tay trái ra phía sau gáy, đẩy cùi chỏ tay trái lên thì bạn đẩy ngực này. Đấy, cái lưng nó không bị u như này nữa. Đẩy cái ngực lên như này. Sau đó luồn tay phải ra phía sau này, bạn ngửa bàn tay. Rồi nắm lấy hai bàn tay như này. Đấy, không tới thì chúng ta lấy cái khăn nhé. Cái khăn chúng ta sẽ đặt ở cái tay trên ấy. Đó, đẩy ngực như này. Rồi hít vào một hơi, bạn phun dài lưng và các đốt sống. Từ từ thở ra, bạn gập thân người hướng xuống thẳng, phần dài lưng và cơ thể, rồi hạ chìm nó xuống, cảm nhận toàn bộ vùng hông, rồi lưng dưới, lưng giữa, lưng trên và vùng vai, nách, cánh tay, vùng đùi cũng được kéo giãn ra, càng mềm hơn nữa nè. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5, 4, rất dễ chịu. 3, 2, 1 và thật chậm, hít vào, từ từ bạn nâng thân người trở lại và thở ra. Bạn tách hai tay thả lỏng ra, để giữ nhẹ hai tay như này. Sau đó bạn hạ lưng trở về thẳng trong tư thế nằm Savasana. Tư thế này là một tư thế giúp bạn có thể phục hồi năng lượng rất là nhanh và nạp thêm toàn bộ những năng lượng mới vào trong cơ thể. Bây giờ hạ cùi chỏ xuống thẳng nào. Rồi hạ lưng xuống thẳng. Sau đó đưa hai tay xuôi theo thân như thế này, nhấc nhấc vai, hông, lưng, rồi nhấc lưng và kéo dài ra, sau đó hạ mềm xuống thẳng, nhấc đầu lên, rồi nhấc vai lên, sau đó hai gót chân để hai mép thẳng, hai mũi chân ngoài mép thẳng, thả lỏng hai cánh tay buông xuôi theo thân, thả lỏng tâm trí và toàn bộ cơ thể. Hãy nằm xuống như một đứa trẻ ngủ trên giường sau những giây phút đầy hoạt động. Cảm nhận các cơ đang được trải dài trên thảm. Tâm trí, hơi thở và cơ thể này đang được thả lỏng. Cảm nhận sự thả mềm từ trái tim, sự thả lỏng từ hai lá phổi, sự thư giãn và buông thư của toàn bộ cơ thể. Trong đôi mắt khép, bạn cảm nhận thật sâu sự thả lỏng và thư giãn này. Thả lỏng hơn nữa và quan sát toàn bộ các ngón chân và bàn chân đang bao phủ một sự thả lỏng. Sự thả lỏng và thư giãn này lan tỏa lên cổ chân, kéo dài sự thả lỏng này
và dọc toàn bộ vùng chân, khớp gối, hai bên đùi, và nó được lan tỏa vào vùng khớp háng. Khi khớp háng cũng được thả lỏng, thư giãn, nó lại được lan tỏa lên vùng bụng, lan tỏa vào các cơ quan nội tạng bên trong, chảy dài khắp vùng bụng, lan tỏa lên vùng ngực, vùng cổ, tràn lên hai vai và tràn xuống hai cánh tay. Hai cánh tay của bạn chảy dài trong sự thả lỏng và thư giãn hoàn toàn. Các ngón tay và lòng bàn tay cũng được bao phủ sự thư giãn và thả lỏng hoàn toàn. Sự thả lỏng và kéo giãn này được lan tỏa xuống vùng lưng, trải dài xuống tấm lưng. Bạn cảm nhận khi cơ lưng đang được trải dài trên thảm, cảm nhận sự kéo giãn này đang được thả lỏng. Cảm nhận sâu hơn, sự thả lỏng này lan tỏa ra phía sau gáy, lên đỉnh đầu, bao phủ toàn bộ đỉnh đầu và tràn xuống khuôn mặt, từ vùng trán, hai bên mắt, lông mày và toàn bộ sống mũi, hai gò má, nhân trung và cằm, cùng toàn bộ gương mặt của bạn đang trải dài trong sự thả lỏng và thư giãn hoàn toàn. Cảm nhận toàn bộ vùng thân trên, phần giữa và thân dưới được trải dài trong sự kéo giãn, càng càng giãn giãn và thả lỏng thư thái hoàn toàn. Cơ thể thật nhẹ và cảm nhận tràn đầy năng lượng. Bạn cảm nhận cơ thể của bạn nhẹ nhàng như những làn sóng đang lăn tăn trôi trên mặt nước. Từ từ ý thức của bạn quay trở lại nơi đây, đánh thức từng giác quan trên cơ thể, cử động 10 đầu ngón chân, 10 đầu ngón tay, nhẹ nhàng khẽ mở đôi mắt. Chớp mắt, mở mắt, chớp mắt, mở mắt, rồi từ từ xoay cằm sang trái, xoay cằm sang phải, sang trái, sang phải, rồi đưa cằm trở về giữa. Hít vào, bạn đưa chân phải đặt lên đầu gối trái, tay trái đặt lên đầu gối phải. Thở ra, bạn xoay người qua bên trái, xoay cằm qua bên phải, thả mềm vai, hông, lưng để kéo giãn sâu hơn. Nếu có thể, bạn hãy co đầu gối chân trái lại, đưa tay phải nắm lấy bàn chân trái, thả mềm vai phải xuống. Cảm nhận sự kéo giãn sâu, hít thở đều và thả lỏng nhiều hơn nữa. Quan sát nhịp thở, quan sát sự thả lỏng ở đây.
sau một vài nhịp thở. Thật chậm, tách tay, giữ gối chân trái, hít vào bạn thu chân phải trở về thẳng. Và thở ra, bạn bước chân trái đặt lòng bàn chân lên đầu gối phải, đưa tay phải đặt lên đầu gối trái, bạn xoay người qua bên phải, rồi nâng hông đưa ra phía sau, xoay cằm hướng vai trái. Nhẹ nhàng từ đây, bạn co gối chân phải, đưa tay trái nắm lấy mu bàn chân phải, từ thẳng lên vai xuống, thả lỏng hông, giãn toàn bộ các đốt sống vùng lưng. Tiếp tục thả mềm cơ thể, rồi sau đó quan sát hơi thở. Cứ mỗi hơi thở ra, bạn hãy cho phép mình được thả lỏng hơn nữa. Cảm nhận toàn bộ các đốt sống vùng lưng được vặn xoắn và thư giãn. Từ đây, nhẹ nhàng tách bàn chân trái và chân phải, rồi duỗi gối chân phải, thu chân trái trở về thẳng, rồi co hai gối hướng về ngực. Hai tay của bạn đan vào nhau, ôm lấy gối như thế này. Hít vào một hơi thật sâu và thở ra, bạn kéo hai gối hướng về ngực, thả mềm hai vai và cùi chỏ xuống, hết cằm thu về cổ, quận xương cụt hướng xuống thẳng, cảm nhận vùng lưng được kéo giãn, thả mềm hai vai, hít thở đều và giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Nhẹ nhàng nghiêng người qua một bên, tách hai tay, rồi bạn chống bàn tay, nâng thân người ngồi dậy, khép đôi chân trong tư thế ngồi xếp bằng, hai tay chắp lại phía trước ngực, thả mềm hai vai. Cảm nhận nguồn năng lượng của bạn ngay lúc này, cảm nhận sự thả lỏng và tác ý vào lòng bàn tay, đưa hơi ấm, đưa ý thức trà nóng bàn tay, xoa thật nóng lên nào, nóng hơn chút nữa. Tác ý vào lòng bàn tay và tăng tốc độ. Thêm chút nữa nào, thêm chút nữa. Đúng rồi, nóng hơn chút nữa nào. Khi bàn tay đã nóng ấm, bạn nhanh tay đưa áp về phía mắt nọc, đẩy thẳng cột sống lưng của bạn lên. Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay được truyền sâu vào hốc mắt. Biết ơn đôi mắt này đã giúp tôi nhìn được thế giới quan xung quanh và nhìn được những người tôi yêu thương nhất. Từ từ bạn khẽ mở đôi mắt, tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường, nơi khai mở con mắt thứ ba, nơi khai mở ánh sáng của lòng từ bi, của trí tuệ, sức khỏe và sự minh mẫn. Từ từ bạn hạ tay hướng về ngực, nơi trái tim bạn đang ngự trị, cảm nhận nguồn năng lượng tươi mới cho một ngày mới tuyệt vời. Cúi đầu xuống và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Cảm ơn bạn đã luyện tập cùng với Tuệ Giang. Nhớ nhấn vào đăng ký để mỗi khi Giang lên video, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Và chúc bạn có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Hẹn gặp bạn ở trong các video tiếp theo. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Tuệ Giang. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở phía tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.